những ngày cuối cùng cho công tác chuẩn bị lễ hội Hoa Hồng tại Chùa Khai Nguyên. Chư Tôn Đức cùng Phật tử đang cố gắng hoàn thiện một số tấm phù điêu, biểu tượng của hình mẫu tử cho kịp ngày khai hội. Những ngày này đã có rất nhiều các đoàn du khách gần xa và các bạn trẻ đến lễ Phật, thưởng ngoạn cảnh chùa. Bên các lối đi và tiểu cảnh, đại cảnh, nhà chùa đã bài trí hàng ngàn chậu hoa hồng đủ loại. Đến với lễ hội Hoa Hồng, du khách phải di chuyển theo trục đường 21A hướng Hòa Lạc Sơn Tây. Nếu đi xe bíp, quý vị chọn xe 74 hoặc xe 20. Đến km số 10, địa phận xã Sơn Đông, nhìn sang phía tay phải, từ xa, quý khách nhìn thấy đại tôn tượng Phật A Di Đà cao vút trên bầu trời xanh là đã đến chùa Khai Nguyên. Từ quốc lộ 21 di chuyển vào chùa Khai Nguyên mất khoảng 700 m đường bê tông, chạy dọc theo con kênh bắt nguồn từ hồ nước Đồng Mô, chảy qua phía trước chùa. Tiếp đến, quý vị di chuyển vào bãi gửi xe do các tình nguyện viên và bảo vệ nhà chùa trông cả ngày lẫn đêm và được miễn phí hoàn toàn. Tiếp đến, quý vị di chuyển theo con đường dẫn lên cây cầu bắc qua một hồ nước tuyệt đẹp, dẫn quý vị lên ngôi chùa một cột, nhìn tựa như một đóa sen hồng tọa lạc ngay chính giữa hồ. Tại đây, quý vị có thể đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Tôn tượng này được nhà chùa an vị phía bên trong chùa một cột. Ngài Địa Tạng một tay cầm ngọc minh châu, một tay dung tích trượng hướng ra phía trước cửa. Ngoài ra, quý vị có thể ngồi ngắm cảnh hoặc cho hàng ngàn con cá vàng dưới hồ ăn, khiến chúng vui mừng mà tung tăng bơi lội rất đẹp mắt và thú vị. Di chuyển qua cây cầu đá, tiếp đến quý vị sẽ đi vào các chuông chùa Khai Nguyên. Tại đây trên tầng 2, các chuông được treo đại hồng trung cỡ lớn. Chiều đại hồng trung lại ngân lên, hòa cùng hàng ngàn tiếng chuông khác trên khắp vùng mỗi khi đến khóa lễ lúc chiều tối. Tầng 1 của các chuông là gian hàng được Chư Tôn Đức dành riêng cho các bạn sinh viên, tình nguyện viên, bán gieo duyên một số mặt hàng đặc trưng của Phật giáo. Số tịnh tài thu được sẽ dùng vào việc từ thiện như mua quần áo, sách vở cho học sinh nghèo trong vùng, hoặc để xây những ngôi nhà đoàn kết cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt năm nay, Chư Tôn Đức cho đặt tại nơi tiếp nhận công đức cúng dường, nhằm thỉnh tôn tượng Phật Ngọc lớn, cao hơn 2 mét và nặng hơn 10 tấn về yểm tâm tại đại tượng Phật A Di Đà. Làm chùa tôn tượng đúc chuông, 3 việc phúc đó thập phương nên làm. Đây là một trong những cơ duyên thủ thắng mà Chư Tôn Đức dành cho tất cả các Phật tử, cùng chung tay góp sức tạo công đức vô lượng cho đời nay và cho các thế hệ mai sau. Nơi tiếp nhận tại ngôi nhà tranh nằm ngay bên trái gác chuông. Đi qua các chuông, quý vị sẽ mục sở thị ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Khai Nguyên. Phía trước ngôi Tam Bảo có tôn tượng Tây Phương Tam Thánh bằng đá. Di chuyển vào bên trong, quý vị có thể đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà và rất nhiều các vị Phật và Bồ Tát khác. Trên các mái nhà và các bức tường đều được an trí rất nhiều các tôn tượng Phật, nên ngôi Đại Hùng Bảo Điện này còn được gọi là ngôi chùa có nhiều tượng Phật nhất Việt Nam. Cuối cùng, quý vị sẽ được tiếp cận là đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Đại tượng vẫn còn trong quá trình thi công, nhưng phía bên trong lòng đại tượng đã được hoàn thiện một số hạng mục. Các tầng 1, tầng 2 được Chư Tôn Đức bài trí thờ Phật, thờ Tổ và thờ 33 hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên các bức tường, tại đây cũng được bố trí hàng vạn pho tượng Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị có thể tham quan lễ Phật cầu công danh, sự nghiệp, cầu tiêu tai đảo bệnh, tùy theo như ước nguyện của mình. Dưới tầng âm được Chư Tôn Đức tạo hình mô phỏng 18 tầng địa ngục theo như trong kinh sách mô tả. Tại đây có rất nhiều các hình phạt và tội nhân phải thọ nhận quả báo khi lâm chung. Nếu như khi còn sống, chúng ta sống buông lung, sát sanh, vọng ngữ. Ngoài ra, quý vị còn chiêm ngưỡng và đảnh lễ tôn tượng Di Lặc, tham quan tháp báo ân chùa Khai Nguyên. Tiếp sau đó, quý vị có thể tỏa đi vãn cảnh chùa và ngắm hàng vạn bông hoa hồng khoe sắc, hoặc di chuyển đến các khu trưng bày tiểu cảnh để chụp cho mình những bức hình lưu niệm. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu 2018, chúng ta lại cùng nhau tìm về một lễ hội hoa hồng nơi cửa Phật, tìm về với một truyền thống quý báu, truyền thống hiếu hạnh, uống nước nhớ nguồn, được cha ông ta gìn giữ phát huy từ bao đời nay. Về để tưởng nhớ và tri ân, công ơn sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn lên người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vu Lan về, con cải lên ngực, bông hồng vàng báo hiếu mẹ cha. Tháng 7 mưa ngâu, nước mắt nhạt nhòa của những người con nhớ về cha mẹ. Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ, nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương. Dù bao năm, dù có hóa vô thường, công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất. Lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ chùa Khai Nguyên chính thức khai mạc ngày mùng 1, mùng 2 đến mùng 6 tháng 7 âm lịch. Pháp hội Trung Phong Tam Thời hệ niệm mùa Vu Lan báo hiếu 2018 tổ chức ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.